vpgame.vn, shop nick nhanh chóng an toàn giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Thì ở clip này mình sẽ làm về vị tướng đó là Ngô Khống. Thì có bàn bình luận đó là bảo mình đó là tẹt đám Ngô Khống ở mùa 17 đi. Thì mình đánh là trận này trận thứ 3 liên tục anh em ạ. Nhưng mà hai trận trước win thì vẫn win, nhưng mà win khi chưa phun đồ ấy thì lại không tẹt đám được. Thực sự để làm được một clip đó là phun đồ và tẹt đám khá là khó anh em ạ. Trừ khi đó là đi tem nắm nhá, còn không thì rất chỉ là khó. Bởi vì ai chơi ấy thì đẩy trụ mà, đẩy trụ nhanh thì chắc chắn thì khi đó mình rất chỉ là khó để phun đồ, để có thể là tẹt đám cho anh em được. Thì giai đoạn đầu game khá gắt nhá. Uầy, tem địch cướp bua anh em ạ. Mình đang chưa đợi là cái trưng trì để lại trưng trì con bua sánh này này, hy vọng là giữ được bua anh em. Ok, giữ được bua rồi, dính cái lao khớ khí đến từ đó là slip vào này thì 36 kế chuôn là thường sạch thôi, ai nhánh thì người đó chạy nhá. Tâm này thì cũng chả dám cứu ai nữa. Thì vậy là mình giữ được bua, vậy là ok rồi. Nhưng mà cái chiến công đầu thì dành cho mình tem địch. Hiện tại bây giờ thì tem mình đó là lại tập trung rất chỉ là đống. Dù cá ở đường ta thân thì cũng lại hỗ trợ nữa rồi. Nên là pha này thì chắc chắn tem mình đó là giao tránh có phân lợi thế rồi. Điều thuyền thì cũng đã ra. Và pha này thì trao đổi có vẻ là lời rồi anh em ạ. Một pha đồng băng tốt. Và mình thì chỉ một điểm hỗ trợ thôi. Bắt luôn đó là thế này. Này cái tôi phá, này cái tôi cướp 4-2 dành cho tem mình. Một phá không mất bua mà có thêm đó là 4 mạng nữa. Tem địch thì ăn 2 mạng có một đi chiến công đâu, vậy là tem binh tóm lại là vẫn lời. Ok, vậy là ổn rồi. Cái tôi cướp bọc anh em ạ, cướp không thành thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà mình thì hơi thọt level một xíu. Khi mà hiện tại thì phút thứ 2 vẫn chưa lên được level 4. Hiện tại thì có một pha giao tránh giữa Zuka và Richter nha. Pha này mình sẽ rinh rập đấy này. Thực tế thì pha này không cần rinh rập nữa mà Zuka thì đã thua Richter rồi. Mình thì ăn được thêm một mạng là khi anh em đi gánh thì đừng để lô xài nhá. Ví dụ như pha đó, mình không để lô xài thì Richter nó mới chui vào bụi đó. Chứ mình mà lô xài phạt thì chắc chắn thì nó sẽ chạy về rồi. Slim, à mất đi lo, mất lo so cơ khí rồi nên có thể chơi được nhá. Nhưng mà tầm này thì mình chưa có chiêu cuối nhưng không sao cả. Hai phạt đó là chỉ mang liên tục, Slim chỉ còn đó là khoảng phần 3 cây máu nữa pha này. Liệu có bắt được hay không này, Zuka tem mình đấu chạy lên nhanh này. Hỗ trợ mình là ngón này. Ôi, thôi rồi ôi, pha này sai rồi. Uầy, mình tưởng mình chạy được rồi, ai dè là. Pha đỏ thì ông Richter nó xỉa vào Zuka phạt là nó lại hồi được chiêu 1 đấy, nên là nó tiến xỉa được mình. Chứ pha đỏ mà nó không xỉa trúng Zuka là ngón nói mình chạy thoát được rồi đấy. Sai là một xíu rồi anh em, pha đỏ cũng hơi thám đấy. Mình cứ nghĩ là lên ăn được Slim Ize là không ăn được. Và cái kế thì quá là đắng. Ôi, dịch tôi chơi hay thực sự anh em. Nhưng mà rất may thì fan này mình trả lại cái màng. Vừa mới ăn của mình trả lại cho Richter luôn. Thế ở trận đấu này thì hy vọng đó là nói chung căng căng một xíu. Để có thể là phun đô tẹt đám cho anh em xem. Cũng như đó là mình sẽ kết hợp cái bộ bảng ngọc theo thiên hướng. Đó là đám to nhất nữa. Thực tế đối với Ngô Khống là một chất tướng leo rank cực kỳ là tốt nha anh em. Anh em sử dụng thì cũng khá là nhiều Ngô Khống ấy. Ngô Khống thì nói dễ chơi thì cũng không đúng, mà nói khó chơi thì cũng không phải anh em ạ. Nói chung một chất tướng bình thường thôi. Nhưng mà leo rank thì cực kỳ là hiệu quả, đặc biệt bắt những vị tướng máu giấy thì phải gọi là số 1 rồi. Gọi là một gầy một màng khi giai đoạn về lệp là chuyện bình thường. Thì bây giờ có một pha giao tránh đồng băng tốt đến từ điêu thuyền. Pha này thì tem mình cũng lên bảng xạ thủ rồi nhưng không sao cả, pha này lại bắt này. Lùm lúa ngay một màng này, bắt luôn thến này. Trâu à, trâu thì đánh lâu cùng chết, thến thì đang còn nồi tài đó là hôi máu nữa. Thế là pha đó thì không ăn được. Vậy Ngô Khống thì nó cũng có điểm mạnh và điểm yếu của nó thôi. Ồ, pha này slim này. Bắt được hay không, bắt được hay không. Hiện tại thì mình thấy đó điêu thuyền đang khép góc nha, pha này chơi được này. Ôi, thến khá là hay nha. Một phá đó là mang đổi mang thôi, nhưng không sao cả, mang đổi mang là được rồi. Zuka tem mình thì xuống hỗ trợ. Tưởng là khiêu khích Slim lên cao xỉu nhưng mà nó khôn quá, nó không dám lên cao ấy.
Chơi ngộ khổng thì giai đoạn đầu game anh em lên cho mình đó là vai găng tay chỉ mang sớm một xíu nhé. Để đảm bảo cho anh em đó lượng đáng chỉ mang mỗi găng tay cung cấp cho anh em đó là 12% tỷ lệ chỉ mang anh em lên được 4 cái. Anh em có 48% chỉ mang kết hợp với bảng ngọc, kết hợp đó là với nội tài của ngộ khổng nữa thì anh em sẽ có lượng đáng chỉ mang khá là tốt ở giai đoạn đầu game. Anh em có thể giai đoạn đầu game mình đánh giá chỉ mang rất là nhiều luôn. Chơi ngộ khổng thì chắc chắn là phải theo thiên hướng đó là bắt lẻ rồi chứ không phải là mẫu chất tưởng đó là lao vào combat tổng nhá. Từ khi đó là anh em thấy những mục tiêu máu giấy vào xác định một combo kết thúc mục tiêu luôn. Ví dụ như những pha này anh em cứ luôn luôn lại này, đây đây. Có đối phương nào chạy về là anh em lùm hết, đây pha này lùm thêm xa thủ tém đích này. Lùm hết tất cả những gì có thể anh em có thể lùm anh em. Thến thì nó khá là trâu ấy nên ăn được thến thì khá là khó nên là chắc có lẽ pha này sẽ lùi lại. Hơn nửa năng lượng của mình thì cũng không được dồi dào nữa, chiêu cuối thì không còn nên là lùi lại ăn một xanh thôi. Thì chơi ngộ khổng là phải vậy, chất tưởng nó về anh em ạ. Chỉ chơi ngộ khổng mà cứ solo thẳng mặt thì tất nhiên là không phải rồi. Tăng hình để bắt lẻ, tăng hình để chơi lối chơi rinh rập. Nhiều anh em chơi đó là kiểu dạng là chát ư, ngộ khổng chơi xấu kiểu là. Chứ chất tưởng nó về anh em. Mỗi chất tưởng ví dụ như Richter bên kia chẳng hạn, Richter mà không có bùi ấy thì cực kỳ là phế. Ồ pha này đông bắn đẹp đến từ điều thuyền ấy, mục tiêu của mình đó là xạ thủ nhá. Và xạ thủ mà mình bắt sơ lim trước này bởi vì sơ lim tem đi khá là sánh và chơi khá là tốt đấy. Ngon rồi, ngon rồi. Thân thánh này. Bảy màng rồi này. Ồ Chrissy lên bảng điểm số rồi. Khá là thơm anh em. Trận đấu này thì mình cảm giác cái giai đoạn đầu game khá là ổn dành cho mình rồi. Bởi vì ổn ổn một xíu thì mình có thể là lên đô cũng như tết đám cho anh em xem. Cũng như trình bày cho anh em về bảng ngọc theo thiên hướng đám luôn nhá. Mình sẽ không bỏ ngọc hụt máu anh em ạ. Rồi với ngô khống thì chỉ cần đó là 3 đô là bắt đầu là một combo một màng là bình thường rồi. Tầm này thì mình một combo một màng là quá dễ rồi. Con xíu nữa một gầy một màng nó mới phế ấy. Ồ đông 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 đông. Đinh láo vào đó là bắt sơn lim nhưng mà tém địch rất chứ là đông luôn. Hơn nữa thì vào bắt cũng khó nhé, pha đỏ mà van hến nó choáng phá thì cũng khá là khó chơi. Thì hiện tại mình thấy đó là có giáo tránh. Ồ pha này thơm này. Mục tiêu của mình vẫn luôn là sơ lim anh em ạ. Sơ lim tém địch chơi khá là thông minh ấy. Này thì sơ lim này, này thì sơ lim lên bảng điểm số này. Này thì quả cầu bằng sướng này. Bắt luôn đó là Chrissy này nhưng mà tốc biến đi rồi. Thôi cũng không hám hổ cái màng của Chrissy nữa. Vào màng đổi màng thì quả là thiệt thòi luôn. Bởi vì bây giờ mình mà mất cái màng chấm dứt thì mất rất chỉ là nhiều vàng luôn. Hai game trước mình chơi ấy, cứ tầm này là tém đi mình bắt đầu đó đẩy toán trù hết rồi. Nên là nên là lượng đô đạc của mình mới chỉ được đó là khoảng 3 đến 4 món đô. Thì không thể đã tết đám cho anh em xem được. Nên là một clip mình làm tết đám cho anh em xem. Để xem là mùa này nó có cao hơn mùa trước hay không. Thì thực sự cũng khá là khó anh em ạ. Từ khi đó đi tém nhá. Đi tém thì không phải ban cải nữa rồi. Còn đi đớn thì người ta. Thì mình cũng không trách được người ta anh em. Cũng muốn đó là win mà. Dù sao thì mình tết đám. Nhưng mà chắc chắn trận đầu đó win rồi nha anh em. Mình mới có thể tết được. Ok pha này này. Ôi, combo bây giờ thì quá là dễ rồi. Ăn một màng bây giờ quá là dễ luôn. Khi mình thuộc dạng đó là chắc chắn. Ví dụ lấy 2 này. 1, 2 đường lịch siêu cấp này. Thì trần thuộc về tém mình hoàn toàn rồi. Chất tưởng thì tém mình cũng hơn. Mình mới tẹt đám nhá. Chứ không phải là tẹt đám để thua. Thì khi đó thì không hay nha anh em. Ok pha này thì mình chưa ăn bùa đỏ vội này. Núp đấy để xem đó là rừng tém địch ra án. Ồ nhưng pha này bị chẳng đâu rồi. Pha này mình bắt sơ lim nhá. Không cho sơ lim chơi game luôn này. Chạy đâu bạn ơi. Lên bảng điểm số là điều bình thường. Ồ nhưng mà dịch tớ đám to thế. Đám dịch tớ to anh em. Mình mà đây mang chấm dứt rồi. Mất khá là nhiều vàng rồi ấy.
Ồ, tuần nay mình ăn nhiều màng thì tém thì cũng không ăn nhiều màng lắm anh em, nên nó cũng cẩn thận nhá. Mất đất màng chấm dứt là mất khá là nhiều vàng ấy. Nhưng mà rất may đó là màng đó thì không thuộc về đó là Slim, chứ mình sợ Slim thôi, còn ván thì mình không sợ ấy. Bởi vì Slim late game thì mình bắt rất chết là dễ, nhưng mà để nó lao cơ khí trúng một phát thì nó có thể ăn mình luôn ấy. Hiện tại tem mình lên bảng điểm số 2 người rồi, pha này mình rình rập đấy nhá, để xem tem địch có vào trụ hay không này. Mình thấy là sơ lím vào trụ rồi, pha này bắt sơ lím này chạy đâu bạn ơi. Bắt được đó là Crazy tem địch rồi, bắt luôn đó là sơ lím này. Crazy bốc hơi quá là nhanh luôn ấy. Một gầy cho trắng máu luôn. Pha này chưa chơi được nhá, chưa chơi được nhá. Thế nó trâu lắm anh em. Ok, pha này lại này, hết chiếu rồi này, hết chiếu rồi này, lên bảng điểm số này, ăn ấy mang chấm dứt này. Khó chịu lắm, ba đứa nó khó chịu lắm anh em. Richter thì có thể né đám này. Thến thì nó trâu bo này, Van Hế nó choáng này. Mình mà chỉ cần vào không hợp lý một xíu ấy là chắc chắn là mình dính trưởng ngay. Nên là cũng phải cẩn thận nha anh em. Pha đó thì xó dí bán bo nhá. Thực tế thì mình mà muốn cùng muốn vào cứu ấy, nhưng mà không được anh em, cũng muốn vào đánh lắm ấy, nhưng mà thế trận khi mà nó đang còn chiếu mình không đánh được. Nên là nhiều anh em nhiều khi chơi tánh cờ thì cũng hy sinh một xíu vậy nha anh em. Anh em chịu đám cho mình chơi thôi. Vì thế anh em cho dù tánh cờ có lên bảng điểm số mà theo thiên hướng chống chịu như vậy ấy, thì anh em cũng đừng có trách tánh cờ nhá, có tôi tánh cờ. Ví dụ như pha này thì bắt Crazy đơn giản này. Chạy đâu bạn ơi, lên bảng điểm số này. Quá là nhẹ nhàng, một gõ là lú luôn rồi. Một gõ là lú luôn ấy, cứ một gõ là một mang. Tầm này thì đám của mình phải gọi là quá to rồi. Bắt Slim này. Ồ, nhưng mà Slim thì Bizuka bắt rồi. Bắt luôn hai anh chàng này. Này thì lên bảng điểm số tiếp này. Đuổi theo đó là Richter luôn nha anh em. Ôi, nhưng mà nó chạy mất rồi. Pha này liệu có bắt được hay không? Có bắt được hay không? À, Botoro chơi được rồi này. Ui, một gầy. Anh em thấy dịch tớ cũng chỉ được là dạng mà khoảng 2 phần 3 cây máu là chỉ một gầy anh em ạ. À. Bây giờ mình lên thêm được cây nánh nữa, đối phương mà dưới 50% máu thì sẽ chịu thêm đó là 30% đám. Nên lượng đám của mình bây giờ thì rất chưa to rồi. 17-2 rồi. Quá là nhiều luôn. Sáu k bảy đám chỉ mang, bây giờ thì mình mới phun đồ nhá, kiểu là chưa bán được những món đồ khác ấy, mà đã là 6k7 đám chỉ mang rồi thì xíu xíu nữa chắc chắn thì sẽ hơn rồi, đám chỉ mang của mình sẽ hơn rồi. Thì phù hiệu thì mình vẫn sử dụng bộ phù hiệu má tính thôi. Bên cạnh đó thì ở nhánh thứ hai mình sẽ lên cho nó một cái siêu hồi máu, cùng như hà hoặc phù thì tăng công nhé, để gia tăng cái công vật lý để có thể đánh đó là ra đám tốt hơn. Còn về bảng ngọc thì mình sẽ lên theo thiên hướng là phun đám mạnh nhất luôn. Ngọc đỏ thì tỷ lệ chỉ mang và sát thương chỉ mang, ngọc tím thì công vật lý và tóc chay, còn ngọc xanh là công vật lý và xuyên giáp. Không lên ngọc hút máu luôn nha anh em. Ok, thì hiện tại hình như có giáo tránh, pha này mình rinh rập đấy nhá. Bắt Slim này, mình luôn luôn là phải gì. Ôi, pha này bị thế nó đẩy rồi. Thôi bị thế đẩy thì tạm bắt thế cũng được anh em. Pha này hết chiếu lui lại một xíu này. Ồ, nhưng mà tém mình lên bảng điểm số 3 người rồi. Chạy đâu, chạy đâu. Một gầy nữa này, một gầy nữa. À, Richter khó chịu ấy, Richter tém bàn chơi được ấy. Dừng làm cơ gì vậy. Ôi, thì không lẽ phá đổ mình hết chiếu rồi, mình lại láo vào cổng màng cho nó chơi. Ok, pha này anh ta thân sẽ giá nhanh nhé. Cùng buồn tẹt đám, nhưng mà trận đấu này sơ sơ lệch ghế mới thua cái rồi đây tôi tém. Cứ một gõ. Ôi, 7k lắm kìa. Nói chung xíu nữa ăn được con ta, ăn được con đó là rồng bào chú ấy,
khi đó nó mới đà anh em ạ. Tẹt đám a à, Van Hến. Anh em thấy chưa, Van Hến kiểu tẹt đám a à. Thì anh em thấy đó là mình lên nánh thì Van Hến biết đó là mình tẹt đám á, nhưng bây giờ vẫn chưa phún được anh em ạ. Chưa phún mà vẫn đó là 7k5 đám rồi. Mình hy vọng là nếu pha này lên cống thì sợ là win mất. Bởi vì mình muốn đó là ăn con rồng bào chủ anh em. Chứ bây giờ mà lên win, mình sợ là win mất rồi ấy. Hiện tại thì mình ăn đó là 18-2 rồi. Ăn quá là nhiều màng luôn. Mình sẽ lại ăn con rồng này để tẹt đám một xíu nhá. Anh em ơi đừng có win sợ mà anh em ơi, cho mình tẹt đám một xíu. 6k1 này. Win mất rồi anh em ạ. Vậy là vẫn chưa thành công, chỉ mới được 7k5. Đó là clip sau thì sẽ tốt hơn nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip này. Bye bye.